Thưa quý vị, bám sát chủ trương của chính phủ về triển khai gói hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch COVID-19, thời gian qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố đã yêu cầu các địa phương đơn giản hóa trong khâu giải quyết, tiếp nhận hồ sơ. Đặc biệt, đối với nhóm lao động tự do, các thủ tục được rút gọn tối đa để người dân nhanh chóng nhận được tiền hỗ trợ. Đây là buổi chi trả hỗ trợ cho lao động tự do gặp khó khăn do dịch COVID-19 tại phường Xuân Hà, quận Thanh Khê. Hạn chế đến mức thấp nhất các thủ tục hành chính so với trước đây. Trong đợt này, các trường hợp thuộc đối tượng lao động tự do như thợ cắt tóc, xe thồ, giúp việc gia đình được tổ trưởng tổ dân phố lập xác minh, lập danh sách. Trong cái đơn của công dân thì có xác nhận của đồng chí là trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư và đồng chí bí thư chi bộ khu dân cư. Bởi vì nâng cao cái vai trò trách nhiệm của khu dân cư để cho giảm thiểu cái việc mà đi lại xác minh hồ sơ đó của nhân dân. Và số còn lại, một số cái trường hợp còn lại mà không thể xác định được thì chúng tôi sử dụng cái biện pháp là điện thoại trực tiếp cho cái người chủ thuê mướn hoặc là điện thoại trực tiếp cho cái chủ mà thuê tìm các tác rồi để xác minh hồ sơ cho nhân dân. Rút kinh nghiệm từ gói hỗ trợ trước, với nghị quyết 68, các địa phương bám sát tinh thần chỉ đạo của chính phủ, tối giản hóa các thủ tục để người dân không phải chờ đợi lâu. Đến cái đợt dịch này là sự hỗ trợ đến rất sớm, làm cho người dân họ yên tâm hơn và có một cái động lực để người ta có cái sự tính toán trong vấn đề mà đối diện với cái dịch. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đà Nẵng, trong năm 2021, việc lập danh sách nhóm đối tượng tự do trong diện hỗ trợ không cần phải thực hiện niêm yết 5 ngày tại Ủy ban Nhân dân phường xã như thủ tục năm 2020. Đó là cái đơn thì nó đơn giản hơn. Và trong đó thì một việc thứ ba là chúng tôi yêu cầu tất cả các quận, huyện, xã, phường, đối tượng nào rõ rồi thì tiến hành lập danh sách. Và gửi danh sách đó về website thông tin điện tử để chuyển cho Sở Lao động Thương binh Xã hội. Còn cái danh sách mà đóng dấu ấy thì chuyển bưu điện xong. Trên cơ sở đó chúng tôi sẽ tiến hành rà soát. Nhằm tạo điều kiện để mỗi tỉnh, thành phố linh hoạt trong công tác hỗ trợ, trong năm qua Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã phân quyền cho các địa phương tự chịu trách nhiệm. Trên tinh thần đó, thành phố Đà Nẵng đã bổ sung nhiều trường hợp gặp khó khăn để mở rộng độ bao phủ, không bỏ sót trường hợp chịu tác động bởi dịch bệnh. Trong kế hoạch 135, những cái đối tượng này thì tới 31 tháng 8 năm 2021 thì hoàn thành. Nhưng tuy nhiên, Thường trực Thành ủy cũng như Ủy ban Nhân dân yêu cầu các quận huyện là ngày 5 tháng 8 năm 2021 thì hoàn thành. Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến khó lường, thành phố đã và đang nỗ lực để người dân tiếp cận kịp thời các gói hỗ trợ nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống với mục tiêu thích ứng an toàn, hiệu quả trước đại dịch.